chia sẻ anh em cách đổ cái mã ECMID vào trong con SU của nha. Nhiều anh em thay con ECM hoặc thay SU khác thì trong khi đó cái SU này vẫn còn cái FOV này đi quét cái này của người ta ra đọc mã để giải quyết được gì đâu. Bây giờ mình thay thay con ECM là mình, cái việc của mình là đổ cái mã ECMID vào trong cái con này. Hoặc là thay con này thì đổ cái mã ECMID của con kia vào cái con này. Chứ đi quét cái này của người ta ra làm cái gì? Nhiều anh em không biết. Bây giờ mình hướng dẫn anh em cách đổ cái mã ECMID vào trong cái hộp SU nha. Giờ mình đọc ra cái mã con SU này, cái mã của nó là bit này là 621 nha. Mình đọc ra xem có đúng không nha. Con LV này. Có kết nối, ấn lại. Có kết nối. Đọc lại. Yêu cầu on này. Ok. À, cái mã của nó sẽ là 621 rồi. Và bây giờ mình sẽ đổ một cái mã khác vào trong SU nhé. Anh em nhìn thao tác này. Nhiều anh em có máy thì không nói, nhưng mà không có máy thì anh em sắm một cái bó dây này của bên Nam Trang sản xuất này. Về để đấu ác quy mà làm thủ công. Kiểm tra on off hay là làm thủ công cái. Trước khi ấy mình thử cái này nhá. Cái này vẫn sống nha. Ok nha. Bây giờ mình sẽ đổ một cái mã SMID bằng số điện thoại của mình vào trong cái hộp SU để xem lát nó có vào không nha. Giờ kia anh em mình on cái LV lên này, đánh thức vào nút khởi động một cái này, anh em nhìn vào cái đèn LED này, đèn LED nó sáng này, đánh thức vào cái nút khởi động một cái này. Này, đúng vào đây cái này, đèn LED nó sẽ sáng này, giữ vào đây 4 giây này, cái đèn nó sẽ chớp này. Rồi giữ vào đây một phát nữa này, sau đó tắt cái LED đi về chế độ đỏ này, rồi đánh thức vào đây một cái này, ấn vào đây 2 chiếc này, làm 3 lần này, lần cuối cùng nó sẽ kêu lên 2 tiếng còi này. Anh em cắm cái cầu chỉ đỏ của cái hộp này và là ok này. Trên xe thì nó có dắt cắm vào dưới ắc quy rồi, trên cái bộ này thì đỡ cắm vào đầu màu đỏ này. Ok này, đánh thức vào đây một cái này, cái số 0 này anh em không cần phải ấn này, bỏ qua lượt ở trên điều trên LV này, ấn đánh ấn vào đây một cái này, và đến số 9 này anh em ấn 9 9 lần trên cái LV này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, mỗi một lần qua lượt anh em ấn vào nút khởi động một cái này. Tiếp theo là nút số 1 này, ấn vào đây một cái này, ấn vào đây cái này, số 5 này ấn 5 cái trên đây, 1 2 3 4 5 ấn đây cái này. Số 3, 1 2 3 ấn đây cái này. Số 2, 1 2 ấn đây cái này, số 1 ấn đây cái này. Ấn đây cái này, đến số 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ấn đây, số 8 cuối cùng. 2 3 4 5 6 7 8. Sau này sẽ báo thành công 2 tiếng dài. Đấy là bây giờ cái mã ECMID là cái số điện thoại của mình nó đã được đẩy vào trong cái hộp SU rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại xem nó vào thôi nhá. Rất đơn giản, nhiều anh em không biết. Mình thao tác chưa đầy 5 phút đã xong rồi. Nè, đọc cái mã ECMID cho nó ra đây này. Yêu cầu on này, đúng chưa? Ra cái mã ECMID là 0915321198 chưa? Thế thôi là nổ máy, rồi có gì đâu mà anh em nhiều thế, nhiều anh em thấy nghe vẻ khó khăn trong cái việc thao tác. Nó rất là đơn giản, anh em nào biết thì chia sẻ cho người khác cùng biết, anh em nào chưa biết thì lưu lại khi cần nhé. Chào anh em.